quá bất ngờ luôn cả nhà, giờ khán giả nước ngoài đến rất là đông. Hello. À, bây giờ hiện tại là khán giả nước ngoài cả nhà, được rất là đông luôn. Rất là đông khán giả nước ngoài luôn cả nhà ơi, thật là bất ngờ luôn á. Hello em ơi, em là người Việt hả? Em là người Việt hả? Em là người Việt hay người nước ngoài? Em người Việt hả? Là người Việt. À, là người Việt hả? À, giờ tới đây hả? À, như thường quá trời luôn các bạn. Hello em. À, mỗi một người Việt Nam là tài xế sẽ chở người nước ngoài cả nhà, cũng như là mình chạy đi rồi mình chạy đi á, rồi mình sẽ phiên dịch cho người ngồi sau người ta nghe, người ta biết cái địa điểm này là ở đâu không? Các bạn biết gì không? Có nghĩa là một người Việt Nam sẽ chở một khách nước ngoài chơi. Mình đi tới đâu á, mình sẽ phiên dịch cho người ta biết là đây là địa điểm nào đó cả nhà. Đó. Và vừa du lịch và vừa chỉ cho cách chạy xe lực của Việt Nam tại cho người khách nước ngoài ta hiểu biết nữa. Ồ, rất là hay ha. Rất là đông luôn cả nhà. Này phải nói là quá trận luôn rồi. Rất là đông. Thank you.
Cái này em tiếng đi coi nha. Quá trời luôn. Hello. Cái này là một người Việt sẽ chở một người nước ngoài cả nhà, đi tới đâu thì sẽ giới thiệu những cái chỗ mà Việt Nam mình đã đi tới đó đó cả nhà. Ở đây thì chạy tới đây giới thiệu là ở Trống Đồng. Còn nhiều con nữa như đây chưa? Tại thì mọi người đang mua vé cũng rất là nhiều nha cả nhà. Giờ này thì chưa tới giờ nên ta chưa tới. Đó bên trong nè. Rất là đông luôn. Fan của ca sĩ Hồ Văn Cường nha cả nhà. Rất là đông. Đây ở đây thì có bán nước đó nha. Ở nhà đến đây thì mua nước bên ngoài hay rẻ hơn ha. Là mua ở bên trong. Cái cô bán ở đây thì 12.000 đến 15.000 một ly. Ở bên mua thì rẻ hơn. Đồ ăn bên ngoài cũng rẻ hơn là bên trong nha cả nhà. Giờ tiền nào của đó thôi. Đó. Bên trong thì đồ ăn nó mắc hơn, mà chất lượng cũng hơn. Đó. Còn bên trong hiện tại giờ người ta đang chuẩn bị bàn ghế cho lát nữa khán giả tới ngồi nè cả nhà. Rất là đông luôn á. Nhân viên bảo vệ này kia. Tí xíu nữa đây thì chị Hồng Loan sẽ có mặt tại sân khấu Trống Đồng để mà hát cho cả nhà mình nghe. Cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng nha cả nhà. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, thân nhân cũng xin kết thúc ở đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn.